Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thiếu nước, mất nước triền miên tại các tòa chung cư đã không còn xa lạ với nhiều người dân thủ đô. Thế nhưng, có nước máy sinh hoạt mà không thể sử dụng được vì trong nước có giun và cặn bẩn đang là nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân. Nhìn những hình ảnh này, ít ai nghĩ rằng đây là nguồn nước sinh hoạt. Nước không chỉ vẩn đục, vón cặn mà cứ xả ra là lại có giun. Cái hiện tượng mà có giun trong cái nguồn nước máy là hiện tượng khá phổ biến và thường xuyên xảy ra. Bởi hiện nay là các nhà máy nước ở Việt Nam mình thì chủ yếu là sử dụng các hệ thống xử lý thô. Do đó cho nên cái quá trình mà chúng ta xử lý ở nhà máy chưa phải là nước đạt tiêu chuẩn nước ăn uống mà mới đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Yếu tố thứ hai nữa là cái quá trình vận chuyển nước từ đường ống. Thì đường ống của chúng ta là rất nhiều các hệ thống nhà máy nước là đường ống cũ kỹ. Cho nên các cái rỉ sét bùn đất nó nằm trong cái đường ống đó qua rất nhiều năm. Ngoài ra thì các hệ thống bể chứa, bồn chứa ngay ở gia đình các quý vị thì cái bể chứa của chúng ta, bể nước ngầm của chúng ta, nếu chúng ta nước lưu cữu 1 năm, 2 năm thì thậm chí là chúng ta khi chúng ta vét cái bùn đất ở bên dưới lên sẽ có một lớp dày bùn đất. Và bùn đất đó chính là môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật, trong đó có các loại giun, sán phát triển trong đó. Đặc biệt là các cái khu nhà chung cư thì các cái bể ngầm của chung cư có đến hàng trăm mét khối nước lưu cữu ở đó thì cũng là môi trường rất thuận lợi cho các cái vi sinh vật, các cái giun, sán phát triển. Do đó trong cái môi trường nước như vậy thì không thể tránh được các nguy cơ. Do đó chính vì vậy cho nên các gia đình nên có cái giải pháp để xử lý nguồn nước. Đặc biệt là hiện nay với cái nguồn nước ăn uống chúng ta đã có máy lọc nước rồi. Thế nhưng với cái nguồn nước mà dùng cho việc rửa rau, rửa bát thì vẫn chưa có, thường là vẫn trực tiếp từ nguồn nước máy, chưa an toàn. Ngoài ra các cái nguồn nước chúng ta sử dụng cho sinh hoạt, ví dụ như là đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, vẫn trực tiếp từ nguồn nước máy, cũng không đảm bảo an toàn. Do đó cái nhu cầu cho việc sử dụng cái bộ lọc nước cho cái việc sinh hoạt là rất quan trọng. Hiện nay trên thế giới thì rất nhiều các cái quốc gia như ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Hoa Kỳ thì các gia đình thường là có bản thân cái nước đầu vào người ta đã là sạch rồi, đã là đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể đạt tiêu chuẩn nước uống rồi. Thưa chuyên gia, trước thực trạng liên tục vỡ đường ống dẫn nước như đường ống sông Đà vừa rồi, cộng với việc đường ống phân phối nước đã cũ kỹ, thêm vào đó chúng ta không thể tránh được nguy cơ ô nhiễm do các bể nước lưu cữu. Vậy thì đâu là giải pháp hiệu quả cho người dân sống trong các đô thị như ở Hà Nội? Do đó nên để mà có được cái tiêu chuẩn nước uống như vậy thì khá nhiều gia đình các nước họ vẫn có thể sử dụng những cái bộ lọc đầu cuối, tức là cuối nguồn. Tức là những bộ lọc chúng ta có thể lắp ở gầm tủ bếp, những bộ lọc chúng ta có thể lắp ở gầm các bồn rửa. Và đây chính là cái bộ lọc như vậy. Bộ lọc Hyundai. Hyundai là một hãng nổi tiếng về lọc nước của Hàn Quốc. Và hãng này thì họ đưa ra cái sản phẩm đó là lọc nước dành cho các bồn rửa và chuyên lắp cho bồn rửa và chậu rửa để tạo thành nước an toàn. Khi tháo bộ này ra thì ta sẽ thấy là cái bộ lọc nước đã được đóng sẵn như thế này. Đây là một bộ lọc thô gồm có 3 tầng lọc. Thì qua bộ lọc thô này nó đã có đầy đủ các cái lớp sợi bông ép để chặn các rỉ sét bùn đất, rồi là lớp than hoạt tính phủ được hoạt tính ở nhiệt độ 2000 độ C. Rồi lớp fabric thì qua bộ này chúng ta có thể loại được các cái vi sinh vật, các tạp chất, các mùi hôi tanh, clo dư trong nước. Đấy. Cho nên khi mà dùng cho cái việc đánh răng rửa mặt là phù hợp. Ngoài ra thì cái bộ này thì lắp đặt rất dễ dàng, lưu lượng lớn, lưu lượng nó là 400 đến 500 lít trên giờ và có thể tuổi thọ sử dụng được 34.000 lít nước với từ 34 khối mới phải thay và dễ dàng đấu nối vào cái hệ thống dây nước ở trong gia đình chúng ta bằng cái gen như thế này. Rất là thuận lợi. Cái lựa chọn thứ hai là với một số gia đình mà có tiêu chuẩn cao hơn là mong muốn rằng là cái nước dùng cho việc nấu nướng hàng ngày hay là nước dùng cho đánh răng rửa mặt hàng ngày cũng phải đạt tiêu chuẩn của nước uống thì đây chính là bộ lọc nước tinh khiết hai cốc lọc 2EU này. Thì bộ này nó tích hợp vào đây đầy đủ công nghệ, trong đó có cả công nghệ lọc thô gồm có 3 tầng lọc như phần của Ecomat và tích hợp vào đây phần màng lọc hollow fiber phẳng mọc UF có thể loại được các virus vi khuẩn trong nguồn nước. Và qua bộ lọc nước này thì chúng ta đã hoàn toàn yên tâm là không có các cái vi khuẩn virus, hoàn toàn có thể uống được trực tiếp từ nước máy ở đầu vòi. Đấy, khi qua bộ lọc này. Như vậy bộ này cũng có thể lắp ở gầm tủ bếp để tạo thành nước rửa rau, rửa bát đạt tiêu chuẩn nước uống. Cũng có thể lắp ở gầm các bồn rửa, chậu rửa mặt, nước sinh hoạt ở gia đình để đạt tiêu chuẩn của nước uống. Thì đấy chính là cái bộ 2EU này. Và chúng ta có hai lựa chọn ở đây là cái bộ lọc nước một cốc này thì tạo thành nước sinh hoạt an toàn theo tiêu chuẩn thế giới. Còn bộ hai cốc này tạo thành nước đạt tiêu chuẩn ăn uống, tạo tiêu chuẩn nước tinh khiết ăn uống giống như nước tinh khiết đóng bình. Tuy nhiên bộ này có lưu lượng lớn,
tuổi thọ là 40.000 lít nước mới phải thay, tức là 40 khối nước sẽ phải thay. Với một gia đình thì chúng ta dùng cho chậu rửa, rửa rau, rửa bát có thể dùng được khoảng 2-3 năm. Nếu dùng cho bồn rửa mặt có thể dùng được khoảng 3-4 năm mới phải thay. Đấy. Thế còn với cái bộ này, tương tự như vậy chúng ta cũng có thể sử dụng được 34.000 lít nước là từ 3-4 năm mới phải thay. Đấy là hai sự lựa chọn. Hai cái bộ lọc nước này của Hyundai Wacotec thì thứ nhất là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đồng thời do hãng Hyundai Wacotec nổi tiếng hàng đầu về xử lý nước, lắp gầm chậu và bồn rửa ở Hàn Quốc. Đồng thời bộ lọc nước này cũng đầy đủ các cái chứng nhận CO, CQ nhập khẩu từ Hàn Quốc và các chứng nhận liên quan đến chất lượng của sản phẩm. Và khác hẳn so với các bộ lọc nước ở Việt Nam là được lắp ghép từ nhiều nguồn khác nhau, thì bộ lọc nước của Hyundai Wacotec được nhập khẩu nguyên bộ và nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy là cái sự khác biệt và là một giải pháp để chúng ta xử lý nước ở các gia đình quan tâm đến sức khỏe và quan tâm đến cái nguồn nước an toàn.